Kính chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh của Viết Phú nhé. Nay thì Viết Phú có về một lô hàng cũ, cái máy đo huyết áp của Nhật. Tất cả đây là do thị trường Nhật hết, có sản xuất tại Nhật Bản, có sản xuất tại Trung Quốc, có. Tuy nhiên tất cả đều là dành cho thị trường Nhật Bản hết và tất nhiên đạt tiêu chuẩn Nhật Bản. Quý vị, đây là hàng Nhật Bản chứ không phải hàng Trung Quốc. Gồm các hãng nổi tiếng ở bên này thôi, Omron, Citizen, National, không phải Panasonic mà là National, Nissay, thì Terumo, hãng nổi tiếng thôi. Terumo này và cái Nissay này thì chắc chắn là made in Japan rồi. Còn Omron này thì cũng có con là made in Japan. Tuy nhiên cũng có con Omron khác thì nó sản xuất ở lắp ráp ở Trung Quốc, bên China, là bình thường không có vấn đề gì cả. Em sẽ tháo con Omron này xem. Omron này thì là một con máy đo, nó là bằng bóp tay. Các cái máy này thì là đo bằng tự động và dùng bằng pin nha quý vị nhé. Pin thì pin pin tiểu ấy, thì thay vào thôi. Kiểu con thỏ thử ấy. Thì con này thì là pin, riêng cái này thì lại là dùng cái bóp thủ công. Còn những cái khác thì là đo công tự động hết. Đấy. Con này thì nó sản xuất ở đây, con này sản xuất ở Japan nha quý vị nhé. National này sản xuất ở Japan, Omron này sản xuất ở Japan. Đấy thì mọi thứ đều còn rất là mới, rất là ok. Nó có màn hình LED và các thứ đều ngon lành hết, không bị xước sát gì cả. Rất là dễ sử dụng thôi, không có vấn đề gì cả. Vì cái này thì chắc là quý vị anh chị cô chú đều biết rồi. Pin nó là cái pin dạng này, chứ không phải là pin con hai pin pin thỏi như pin con thỏ các thứ. Đấy thì còn cái con nhỏ nhất thì là con Citizen này. Đây là một con máy đo ở cái cổ tay, chứ không phải là đo bắp tay như thông thường. Đây có hướng dẫn sử dụng, đeo ở mặt trước như vậy và cách cái cổ tay của mình là 1 đến 2 cm. Đấy, em sẽ đeo thử cho quý vị cùng coi. Thì cái lô này nó có 9 con. Tuy nhiên thì đáng là em gửi thẳng về Việt Nam để cho quý vị anh chị cô chú lấy một loạt luôn. Đặt cọc và đặt luôn một cục luôn đấy. Tuy nhiên thì em gửi về đây để em lấy 2 cái, em gửi về nhà cho ông bà nội ngoại mỗi bên 1 cái, còn lại là 7 cái thì em bán. Hàng đều là hàng tốt cả quý vị. Nếu con Citizen này thì nó dùng pin hai pin 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 nhỏ này, nó tắt này quý vị ấn vào cái nút này, đây là nó có chữ, nó đọc là số T và TC, nghĩa là đo và tắt bật đấy. Thì đây nó có cái vạch huyết áp cao này, vạch huyết áp thấp nhất này. Đấy. Vẫn vào phát nó sẽ tự đo. Tay em thì đang còn cầm gồng dơ lên vậy và đang hoạt động, đang nói chuyện các thứ này thì nó sẽ đo không chính xác hơn. Và đo như vậy là không chính xác mà phải đo vào phía trước này quý vị. Đấy, nó đo là đo ở cái phần trước này. Đấy. Như hình người ta có hướng dẫn luôn. Rất là dễ, không không có gì khó hiểu cả vì có hình ảnh mà. Ở đây nó tự nó đo. Rất đơn giản luôn. Con này thì ở bên này hàng mới người ta bán hơn 1 triệu nhé. Con này thì mới tầm 90%. Thì em bán về Việt Nam là con này em bán 650.000 về Việt Nam. Còn nó cước vận chuyển về đến cho quý vị thì 130.000 gì đó thì cái đấy cước khách cho chịu ở Việt Nam, chứ bên em thì không 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 thu, nên là bưu điện thu, nên là đấy, huyết áp của em là 126 đến 65, nhịp tim 80. Đây là em đang còn vận động với tay ấy. Còn bình thường nếu mà không vận động thì nó sẽ xuống thấp hơn 110 mấy, còn 120 gì đó thôi. Trung bình. Đấy. Pin rất là tiện lợi quý vị nhé. Một cái 650.000 nha quý vị nhé. Citizen nhé, bóp đo bóp tay. Còn Omron. Mấy cái này thì đeo vào bắp tay thôi và ấn nút thì nó cũng sẽ tự đo thôi. Trên màn hình thì cũng có các cái mức cao huyết áp. Cứ bật lên là nó khắc đo quý vị nhé, không có chuyện bật lên và màn hình chờ vào, chỉ có bật lên là đo. Đấy, nó lỗi vì mình không bóp cái gì vào, nó lỗi, đúng rồi. Tắt này. Cái con Omron này thì đo bằng bóp tay thì cái này thì thông dụng ở Việt Nam mình thế hệ trước. Con Made in Japan này, 3 con Made in Japan, một con Omron thủ công này, Made in Japan này. Thì em bán về Việt Nam 700.000. Còn Nissay này thì đắt hơn vì con này nó có
chức năng hơn, chức năng hơn mà nó vậy là chuyên 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 nghiệp hơn chút, dành cho các anh chị các cô chú làm y tá. Đấy. Và có thêm cái phần để nghe luôn, chứ không không phải là chỉ có cái phần đo thông thông dụng như kiểu là bình thường. Đấy, có cả cái nghe và đo. Đây, cái này thì lắp vào, có cái lắp mà hướng dẫn sử dụng nha, có hết đầy đủ nha quý vị nhé, đầy đủ hết hướng dẫn sử dụng và bộ hành các thứ, sản xuất tại Nhật các thứ. Đấy, certificate này, Nissay sản xuất tại Gunma, tỉnh Gunma của Nhật Bản. Cái này bán 900.000, 900.000 Việt Nam. Còn lại hai cái ôm ron này thì mỗi cái này em cũng bán 900.000 luôn. Còn em sẽ để lại một cái ôm ron nhỏ này, Made in Japan này, nó không bán. Và một cái nhỏ nữa cũng của cái Terumo này, Made in Japan, em để lại em dùng. Còn một cái nữa thì cũng bán. Thì quý vị có thể liên hệ qua Việt Phú JP hàng Nhật chính hãng trên Facebook, hoặc là trên số Zalo đầu số Nhật Bản cộng 81 080 441 79055. Cách kết bạn Zalo thì quý vị có thể xem ở trên kênh YouTube của em, có video em ghim ở trên kênh luôn, có cái bạn Zalo với Sơn Thợ Nhật. Nhiều anh chị cô chú không không biết cách kết bạn, đa số các anh chị đều kết bạn được nên là em cũng không vấn đề gì lắm. Đấy, một con Terumo đấy, rất là mới, bật lên thì nó sẽ tự đo luôn. Cái này tất cả đều dùng pin rời nha quý vị, nên cái này thì nó là pin sạc. Đấy, con này là có pin sạc, cái này nó dùng cái charger là DC 11,4V, điện áp thì không vấn đề gì lắm vì nó có cái adapter. Và con này thì cũng made in Japan nha quý vị nhé, Terumo made in Japan nhé. Đấy thì giá dao động mỗi con này thì từ 650.000 cho đến 800.000, 900.000 một con về Việt Nam nha quý vị nhé. Nếu quý vị mua cả cục thì giá em sẽ báo inbox. Còn cho giá bán lẻ từng cái thì em sẽ mua lại từng cái, xem sẽ báo giá từ 650.000 cho đến 900.000 một cái về Việt Nam, đã bao gồm cước vận chuyển. Với những cái to như này nó một cái như này cước đã hơn 200.000 rồi. Vì cước vận chuyển về Việt Nam hơn 200.000 một cân rồi. Chưa kể cước từ đây xuống dưới công ty vận chuyển nó bằng từng như vậy nữa. Nên là cái giá nó sẽ chênh những cước vận chuyển, còn không nếu không rất là rẻ. Đấy thì một số cái mặt hàng như vậy cũng như là các cái mặt hàng khác ở bên này, nếu quý vị có nhu cầu mua hàng hoặc tìm các cái mặt hàng bên này bên Nhật này về ấy, thì em đều nhận tìm hết quý vị nhé. Quý vị liên hệ qua Zalo Facebook và cho em thông tin quý vị hàng cần, quý vị cần ấy, thì em sẽ tìm và báo lại cho quý vị. Thì em xin chấm dứt video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong cái video sau. Mà quý vị nào có nhu cầu mua cái máy đo huyết áp cũ mới ở bên Japan, bên China, Mỹ đi ở các nước khác như chỗ Nhật Bản, cũng có một số sản xuất tại Thái Lan nữa, thì em sẽ báo giá và mã mẫu cho quý vị để quý vị lựa chọn. Đấy, em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Chia sẻ cho thầy đấy.